Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống tiếc gì một đời, sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ. Tìm hạnh phúc trong nơi Chúa thôi, không mong ước chi, là trao dâng cuộc đời, dâng phận người. Dù mong manh nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống đất mẹ hiền hòa, đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô, giờ đây xa vời vợi, thật rồi. Người ra đi, đi về bên Chúa, chính nguồn yêu thương.
đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Lạy Chúa, con xin dâng lễ Misa các thầy cả khắp tứ phương thiên hạ làm trong ngày, để Chúa thương đến các kẻ có tội mà sẽ chết trong ngày hôm nay. Chớ gì mau châu bao được Chúa Giêsu là đấng chuộc tội làm cho
mọi việc con làm, con chịu trong ngày hôm nay cho được đền vì tội lỗi con, và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho trái tim Chúa, có ý cầu nguyện cái riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Chúa, xin ban cho con được ăn mày các ân xa bởi những việc lành, hoặc những ân xa nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi cùng ban cho các linh hồn ấy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa tăng gia, ban tăng lễ, quý cố, viên chức tân cựu, quý cụ quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, chúng ta quy tụ dâng lễ tạ ơn Chúa nhân ngày an táng ông Giuse là người thân của chúng ta đây. Chúng ta biết rằng đối với con người chúng ta thân phận yếu hèn nhưng được Chúa thương, đó là cái điểm bình an hạnh phúc, biết là Chúa thương cho nên cố gắng sống tín thác nơi Chúa. Với tâm tình đó, đứng trước cái nỗi đau thương này, ta phó dâng người thân của chúng ta đây cho lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện cho tăng quyến vì lòng nhân ái của Ngài, Ngài đến Ngài an ủi nâng đỡ để gia đình vơi đi mối tang trọng này, và cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta luôn tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Ngài để cố gắng ra công làm việc, không phải vì no cơm ấm áo, nhưng còn phải tương thân tương ái để hướng tới những giá trị thiêng thánh là cuộc sống mai hậu sau này. Vậy để lời cầu nguyện của mỗi người được Chúa nhậm lời, chúng ta thành tâm ăn năn hối, xin Chúa thương tha tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, việc làm và những điều thiếu son, lỗi tại tôi, mọi đàng đi trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước và xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội
và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại. Nhờ mầu nhiệm này, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa đây là ông Giuse đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ, tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người làm đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi. Người ấy được cất đi, kẻo sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn. Vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì, người đã dẫn tôi về về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi. Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn đường. Dù vượt suối qua đồi, hoặc qua ngàn tăm tối, tôi đâu có sợ chi, vì Chúa ở cùng tôi.
trọn cuộc sống dương gian, ân sủng Chúa tuôn trào. Người là Chúa nhân từ, hằng thương người công chính. Tôi vui sướng thạnh thơi, êm mái thay nhà người. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy nhớ đến Chúa Giêsu Kitô, bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại, theo như tin mừng cha giao giảng. Vì tin mừng đó mà cha phải đau khổ đến chịu xiềng xích như một tên gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế cha cam chịu mọi sự vì những người được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô và hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin. Nếu chúng ta cùng chết với người thì chúng ta sẽ được cùng sống với người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với người. Nếu chúng ta chối bỏ người thì người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta bất tín thì người vẫn trung tín, vì người không thể chối bỏ chính mình. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ đến gần người. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăng nhục và bắt bớ các con, và vì thầy họ oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỷ vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Gia tăng cùng cộng đoàn thân mến,
Cuộc sống con người chúng ta sinh ra để được hưởng hạnh phúc. Vì Chúa dựng đến chúng ta, Chúa chúc phúc cho chúng ta. À, chính vì thế chúng ta thấy trong cuộc sống mối tương quan đó, thì dù trong những cái dịp hiếu hỷ hay là những cái dịp khác nữa, hay cuộc sống thường ngày, cái bình an, hạnh phúc là cái lời cầu chúc mà mọi người chúng ta thường chúc cho nhau. Chúc bình an, chúc được hạnh phúc. Và cái điều đó cho thấy đấy, mọi người đều ước mong được sống hạnh phúc và được bình an. Vậy lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta 8 bối phúc mà mỗi người chúng ta cần phải cố gắng mà đạt tới và giữ lấy những điều Chúa dạy. Để khi nói đến cái sự bình an, khi nói đến cái sự hạnh phúc, thì mỗi người có những cái nhu cầu khác nhau. Nhu cầu chỉ nghĩ đến ăn này, chỉ nghĩ đến uống thôi, hay chỉ nghĩ đến cái, những cái nhu cầu về thể xác thôi. Hay có người lại còn có nhu cầu đời sống tâm linh, tùy theo nhu cầu khác nhau. Cho nên là có những quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Mỗi người có suy nghĩ, có quan niệm khác nhau về hạnh phúc như vậy, thì chúng ta thấy nó có cái tính chủ quan. Người này thì cho là hạnh phúc thế này, người khác cho hạnh phúc ở thế kia, khác nhau. Và khi có chủ quan như vậy thì nó có cách là một mặt thôi, hạnh phúc theo một cái khía cạnh đó thôi, nó phiến diện, nó không toàn diện, nó phiến diện. Và cũng chính vì phiến diện, nó chủ quan vậy, nó tạm thời này. Khao khát hạnh phúc, cố gắng tìm kiếm, giữ lấy, hồi nay còn mai lại mất. Hay là nhu cầu hạnh phúc khác nữa, nó không bao giờ cùng được. Cho dù chúng ta có săn đuổi, dành thời gian tìm kiếm tiền của, là như thỏa mãn cho nhu cầu thể xác, tinh thần để chiếm giữ, nhưng mà thực sự chỉ con người ta đi tìm hạnh phúc không ấy, thì nó vẫn hụt hẫng và nó vẫn bất an. Dù là có nhiều tiền nhiều của đảm bảo cho cuộc sống chăng nữa, nhưng là chỉ do con người ta thì nó vẫn hụt hẫng và bất an khắc khoải. Thực tế chúng ta thấy những điều đó thôi. Chiếm hữu càng nhiều cho riêng mình thì càng khổ. Nhiều khi khổ vì lắm tiền nhiều của, càng khốn đốn. Nó thấy rất rõ thôi. Thực tế thấy thì láng qua trong đầu ta thấy này, những cái hoàn cảnh mà chỉ cố gắng tìm mọi cách, mọi biện pháp bất chấp mà để có tiền của hay có gì thỏa mãn cho con người mình, thì cầu chỉ khi đấy càng khổ tâm và khốn đốn. Vậy thì hạnh phúc đích thực ấy, nó không lệ thuộc vào những gì ta có, không phải không lệ thuộc gì ta có, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con khôn, tất cả những nhu cầu khác nữa cho thân xác của chúng ta, không phải như thế. Nhưng nó lại nằm trên một cái bình diện khác của cái đời sống con người, là ở trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Và đúng vậy, kính thưa cụ, kính bà, cụ toàn thể anh chị em, cái hạnh phúc nó vốn có sẵn ở
trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và đó là một cái trạng thái tâm hồn nó hồn nhiên, đơn sơ, nó hồn nhiên. Và trong mọi hoàn cảnh, tâm hồn đó vẫn tin thác vào tình yêu thương của Thiên Chúa và nhận thấy mình là người được yêu thương như trẻ thơ. Đấy, tin thác vào cha mẹ của mình. Cho nên chính Chúa đã chúc phúc là chúc phúc cho trẻ thơ đấy. Nước trời là thuộc về những ai trở nên giống như em bé đó. Cái tâm hồn nó hồn nhiên, bình an, tự tại. Vậy chúng ta được nghe cái mỗi phút đầu tiên trong bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Và Chúa nói cái mỗi phút đầu tiên trong 8 mỗi phút trong bài tin mừng hôm nay. Thế khi nói đến cái tinh thần nghèo khó là những người ý thức về sự nghèo khó của mình, ý thức được sự bất toàn của mình để làm sao để khiêm tốn. Người nghèo khó là người khiêm tốn và biết dựa vào Thiên Chúa và ý thức mình nghèo khó, mình yếu đuối, cho nên là thấy được cái sự mỏng giòn yếu đuối của mình và chấp nhận những cái sai lỗi và tha thứ cho người khác. Mình có lỗi xin Chúa thứ tha, nhưng người đồng thời mình hiểu là à, con người ta yếu đuối mỏng giòn tội lỗi như vậy thì những ai lỗi lầm cũng tha cho họ. Ý thức là yếu đuối tội lỗi khiếm khuyết méo mó của mình xin Chúa thức tha, đồng thời cũng tha thứ cho người. Vậy lời Chúa giúp chúng ta xác tín hơn, tin mạnh mẽ hơn. Nước trời thuộc về những ai có cái tinh thần nghèo khó. Và khi xác tín mình có tinh thần nghèo khó như vậy, không phải cuộc đời chúng ta ủy mị yếm thế, nhưng trái lại ta lại mạnh mẽ hơn. Càng ý thức yếu đuối, càng ý thức tội lỗi thì càng vươn lên. Càng ý thức yếu đuối tội lỗi méo mó khập khiễng, càng cảm thông với nhau, càng bắt tay nhau và dẫn nhau, cùng nhau dẫn đến Chúa để tạ ơn Chúa. Chứ không phải là thấy mình khỏe rồi, mình mạnh rồi, mình giỏi rồi, đôi khi chống đối nhau. Điều đó ngược lại với tin mừng của Thiên Chúa. Và như vậy chúng ta thấy rất rõ thôi, có những người đạt được những vương quốc của thế gian này, có thể có của cải và đời sống rất tiện nghi, nhưng đó là vương quốc sẽ có hồi kết thúc. Mà chỉ bám víu đấy thì cũng kết thúc với số phận những thứ gì thuộc về vật chất. Hay là quyền lực của con người, ngay cả những đế quốc vĩ đại nhất sẽ qua đi và biến mất. Hôm nay thì còn, mai là mất, kể cả những quốc gia vĩ đại. Đấy, những thể chế cảm thấy như là muôn năm không giờ hư hao mất mát được, nhưng mà nay còn thì mai hết. Đấy. Hay là cái sự giàu có của thế gian này qua đi cũng như thế thôi, cả tiền bạc cũng thế. Đấy. Và khi suy niệm lời Chúa như thế, chúng ta tạ ơn Chúa để xác tín vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Mình được sinh ra được Chúa yêu thương, Chúa thương vì chúng ta là kẻ yếu hèn tội lỗi, và nhất là trong ngày lễ chúng ta dâng lễ an táng cầu nguyện cho ông Giuse.
Thì qua cái đời sống của ông Giuse đấy, thì cha xứ thấy đó, ông có tâm hồn chan chứa cái niềm vui và hạnh phúc. Ngay những ngày đầu tiên về nhận giáo xứ thôi, rất phong cách, đi đứng khoan thai chững chạc, tâm hồn nó toát lên cái nét mặt vui tươi, không nhăn nhó, không hầm hè, đấy, một cái tâm thái an nhiên tự tại, bình an hạnh phúc. Cho nên là ông luôn giữ vững vàng đức tin trong mọi sự, dù có những thăng trầm của cuộc sống. Thời gian khi nó khỏe thế, ông cũng bình an hạnh phúc, rồi nỗ lực trong mọi sự. Như ông đã tham gia vào công việc của họ nhà xứ đó, là trưởng ban trống ngũ lôi à. Xin lỗi, cái xứ lớn này thì giữ một chức vụ thôi cũng là khó rồi, thì nay thì mình, mai thì người, giữ một chức vụ nhỏ cũng khó rồi. Thế nhưng ông hăng say đảm nhiệm như vậy, điều đó là gương sáng cho mỗi người ông ta, là luôn biết tín thác vào Chúa, cộng tác với Chúa, tạ ơn Chúa trong công việc của mình, biết việc thì phải làm. Thế không chỉ là nỗ lực nữa trong cuộc sống cùng với bà để sinh ra và dưỡng dục con cái, cho cuộc sống bình an hạnh phúc tốt đẹp hơn ở đời này, nhưng không dừng lại đó, luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn, thiêng thánh hơn, là xây dựng giáo hội địa phương, là chính giáo xứ An Lập, họ xứ An Lập của chúng ta đây. Quả thế, chúng ta xác tín là những cái nét đó, hiểu rằng là Chúa đã chúc lành cho ông rồi. Đồng thời ông cũng luôn luôn chọn sống yêu thương và luôn luôn cố gắng sống hòa hợp, sống cởi mở với chính mình và sống cởi mở, bình an, hài hòa với mọi người. Thì như gia đình đã cho biết ấy, chính vì thế là đối với ông ấy, có mối tương quan đến mọi người cách riêng là quý đấng bậc. Nó là ân nhân của cha Trí, là ân nhân của cha Triều lập trại Trí ở Vinh Sơn, gia đình cho biết như vậy. Còn đối với giáo xứ đấy, thì giáo xứ gặp thì bảo, thôi ông cầu nguyện tôi nhé, chàng cầu nguyện còn ốm lắm, ông cầu nguyện tôi nhé. Rất là bình thường thôi, nhưng đời chất chứa đầy tình Chúa và tình người trong cuộc sống với tương quan gặp gỡ ông. Cách riêng đối với họ xứ đây đấy, đấy, khi họp hành hăng say phát biểu, đồng thời nữa cũng nói lên là cái ý là xây dựng giáo xứ không chỉ bằng những ý kiến nhưng bằng hành động cụ thể nữa. Đấy, khi quy hoạch để xây dựng, nỗ lực hăng say đóng góp, không đơn giản đâu. Đấy, của đau con sót đông tiên liên mối ruột khó lắm, như là nói cái nét nhỏ thôi, tôi nói lên là cái tinh thần nghèo khó được thể hiện nơi ông Giuse, người thân yêu của gia đình, người thân yêu của chúng ta đây. Và dù ông đã cố gắng để đi theo Chúa, nhưng cuộc sống không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, những yếu đuối, những lầm lỡ. Chắc chắn là con người mà, ngọc còn có vết. Đã quy tụ ở đây hợp lời cầu nguyện cho ông, xin Chúa vì lòng nhân từ của Ngài thương đoái đến mà sớm đưa ông về hưởng tôn nhân Chúa. Rồi cầu nguyện cho gia đình, đại gia tang, nội tộc, ngoại tộc, và luôn biến tín thác vào Chúa, tạ ơn Chúa tình yêu thương của Ngài để xác tín một cách mạnh mẽ hơn, là Chúa giàu lòng thương xót, Ngài sẽ ban ơn nâng đỡ
ủi an để ông ta dần dần bớt đi những cái mối tang trọng là người thân yêu không còn sống trên trần gian này chúng ta nữa. Người ta xác tín để hiệp ý cầu nguyện cho nhau. Và hãng cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta đây. Trong cộng đoàn, mỗi ngày tương thân tương ái để cùng nhau xây dựng một giáo hội địa phương nơi chính giáo xứ lập chúng ta đây. Mỗi ngày bình an, yêu thương và hiệp nhất hơn. Hiệp nhất để cùng nhau ca ngợi Thiên Chúa. Hiệp nhất để tương thân tương ái với nhau mỗi ngày khăng khít hơn. Xin Chúa thương nói đưa tôi tới Chúa là những hồn du xe sớm được hưởng tuôn nhân ngài. Và gia đình và cộng đoàn chúng ta luôn luôn được sự bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen. Cộng đoàn cùng đứng dâng lời cầu nguyện tín hữu. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Ngài luôn yêu thương nâng đỡ tất cả mọi người chúng ta. Dù rằng chúng ta là những người khiếm khuyết, méo mó, tội lỗi yếu đuối, với tâm tình đó là tín thác vào lòng nhân ái của Ngài và cầu nguyện cho tôi tới Chúa là ông Giuse sớm được hưởng tôn nhan Ngài. Với tâm tình đó, chúng ta cũng sốt sắng dâng những lời cầu xin. Hội Thánh luôn mời gọi người Kitô hữu dâng lễ, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết thực hiện trọn vẹn những gì Hội Thánh đã dạy. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Đức Giêsu đã chịu tử hình và mai táng, nhưng Chúa đã cho người phục sinh vinh hiển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trước Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội và nhiều khi mang lấy tội lỗi mà đi vào cõi chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho linh hồn Giuse đã lìa cõi thế được Chúa thứ tha mọi tội lỗi để có thể hưởng vinh quang thiên quốc muôn đời. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Các Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong luyện ngục bằng lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình, nhất là bằng việc dâng thánh lễ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong luyện ngục, để chúng ta cố gắng tham dự thánh lễ sốt sắng và thường xuyên. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời. Lạy Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên thiên quốc. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Thank you.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khẩn khoản van nài xin lòng nhân từ Chúa cho tôi tớ Chúa là ông Giuse, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ái sẽ nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì 1.000 người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa 1.000 người đã đoái thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với cộng đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiến phương xuống. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin như nên hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Trong tâm tình hiệp thông, ta cầu nguyện tôi tớ Chúa là ông Giuse, mà hôm nay Chúa được gọi ra khỏi thế gian này về với Chúa, thì xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng như nên anh chị em chúng con đang nghĩ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thấy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Jesus Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Jesus Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo anh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa để lại cho chúng con của ăn đàng trong bí tích thánh thể. Xin nói thương cho tôi tớ Chúa đây là ông Giuse, nhờ của ăn này được đạt tới chính bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô, người hằng sống và hiến trị muôn đời. Để tiếp theo chương trình, con xin kính mời cha xứ An Tòa, xin mời toàn thể cộng đoàn ngồi. Ban tổ chức lễ tang xin kính mời vị đại diện cho gia tang có đôi lời cảm tạ. Xin kính mời. Lời cảm tạ. Trọng kính cha quản hạt cũng là cha của cộng đoàn giáo xứ An Lập chúng con. Kính thưa các vị chánh phó chùm, các quý chức tân cựu, các ban ngành đoàn thể trong xứ cũng như liên xứ, các quý cụ ông bà họ hàng nội ngoại, thân bằng quen thuộc, các quý vị tôn giáo bạn cùng các quý khách xa gần. Thưa cộng đoàn, con xin thay lời cho mẹ con cùng đại gia tăng có đôi lời cảm ơn cha xứ, các quý chức, các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn. Trải qua 58 năm trên đường lữ hành trần thế, bố con đã được Chúa thương làm con Chúa, sống trong tình yêu thương của giáo hội, được các cha dưỡng nuôi phần hồn bằng lời Chúa và các phép bí tích, đặc biệt là những ngày cuối đời. Được cha xứ thương ban bí tích giải tội, bí tích sức dầu của ân mình máu Thánh Chúa, làm hành trang trên đường về nhà cha trên trời. Trong cuộc từ giã hôm nay, lại được sự quan tâm của cha sắp xếp lo liệu thánh lễ an táng cho bố con hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn cha xứ. Đại gia tăng chúng con xin thành tâm cảm ơn cha xứ Lập Trại, cha xứ giáo xứ Vinh Sơn, quý gì giáo xứ Truyền Tin, với sự yêu thương chia sẻ trong lúc đau buồn, cha đã đến động viên an ủi và cầu nguyện cho bố con. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn cha và quý gì. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn các vị chánh phó chùm, các quý chức tân cựu trong giáo xứ cũng như liên xứ, các ban ngành đoàn thể, các quý ân nhân, thân nhân, họ hàng nội ngoại, các quý vị tôn giáo bạn, các quý khách xa gần và cộng đoàn. Trong ngoài giáo xứ, mọi người đã đến gia đình thăm hỏi, động viên, an ủi, giúp đỡ trong những ngày tang lễ, nhất là trong thánh lễ hôm nay, đang hiện diện nơi thánh đường này, hợp ý tham dự thánh lễ, cầu nguyện và tiễn đưa bố con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền cách riêng và nhân dân Tây Chí và thôn Đông Thành đã dành cho bố tôi tình cảm quý giá, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để ngày tang lễ của bố tôi được thành công tốt đẹp. Trọng kính cha xứ, kính thưa cộng đoàn, 58 năm trên đường trần thế là quãng thời gian dài, chắc chắn bố con không tránh khỏi thiếu sót trước mặt Chúa và mọi người. Gia đình chúng con cũng xin thay lời cho bố con xin lỗi Chúa và mọi người. Gia đình chúng con xin quý đấng bậc và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho bố con
chóng được về hưởng tôn nhan Chúa. Trong lúc tang gia bối rối, những ngày tang lễ không tránh khỏi những thiếu sót, đại gia đình con xin quý đấng bậc và cộng đoàn lượng thứ. Với sự thương yêu trong tâm tình nghĩa tử là nghĩa tận, xin quý chức và mọi người tiễn đưa bố con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa, gia đình chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người thân của chúng ta đây ra khỏi đời này mà về với Chúa. Và chúng ta hãy xin gửi thân xác người anh em này cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta hãy xin phó dâng người thân của chúng ta đây là ông Giuse cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người. Và cho thân xác tôi tớ Chúa đây là ông Giuse được sống lại trong ngày sau hết. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người thân của chúng con đây là ông Giuse trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn ông Giuse sẽ được sống lại với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì những ân huệ dồi dào Cha đã ban tôi tới Chúa đây là ông Giuse khi còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô
Và như vậy chúng con sẽ được cùng với người thân của chúng con đây là ông Giuse sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin các thiên thần dẫn Đức Giuse vào thiên đàng, và khi tới nơi, xin các thánh tử đạo đón tiếp Giuse và hướng dẫn Giuse vào thành thánh Jerusalem. Con lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thăm nhân lời con kêu van, hay lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rối được, bởi Chúa hằng về lời Chúa phán nữa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì nhảy hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân được Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy về người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thái lạy Chúa, xin ban cho linh hồn dù sẽ được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng, lạy Chúa. Thánh lễ an táng nghi thức đã kết thúc. Tiếp đến là chương trình tiễn đưa ông Giuse đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trên đường tiễn đưa theo thứ tự như sau: xin kính mời cờ tang, xin kính mời trống ngũ lôi, xin kính mời thánh giá nến cao, xin kính mời các em nghĩa binh đến các cụ ông anh em Nam Thanh, xin kính mời đoàn trống lớn họ nhà sứ, xin kính mời ban kèn đồng nữ họ giáo nhà sứ, xin kính mời ban kèn đồng nam giáo họ nhà sứ, xin kính mời ban cổng chiêng, xin mời xe đoa tang linh cứu ông Giuse, sau cùng xin mời con cháu. Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đóng hết lúa thóm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây, dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con.
rất cao. Tình cha như núi trùng khơi, sâu thật sâu. Lòng cha trầm lắng ôm lấy đời con. Một đời chấp chịu hy sinh, cha dầm mưa dãi nắng kiếm bát cơm nuôi con. Những lúc con đau, cha lo âu trăm chiều, nếp chan thêm nhăn, tông đã bạc màu pha xương. Ôi bao la tình cha xanh chi cho cùng. Cùng cho con vững bước trên đường thành dài. Tàn úa biệt ly đi thật xa, tình cha còn mãi nâng đỡ đời con. Lời người trôi chân năm xưa, cha dạy khuyên con gắng sống đang nên danh thương. Những phút bên cha, cha ơi nay đâu còn, giữ mãi trong tim bóng dáng cha hiền năm xưa. Cùng cho con vững bước trên đường thành danh. Ôi bao la tình cha xanh chi cho cùng. Dâng cao dâng lòng con chân cùng cho con.
con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cuối, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sông trên xếp sông cao, cha là người đứng lại và đứng dõi theo con với tâm hồn như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha, cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Lùi lại cho bán ra đi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cắt đi, cắt anh chị em đến cộng đoàn chiến hữu, chúng ta sắp kết thúc nghi lễ ăn tập ông Giuse theo truyền thống Kitô giáo. Vậy chúng ta hãy tin tưởng cộng Chúa là Cha mọi sinh linh, thương cho linh hồn Giuse được nhập vào các thánh trên trời. Xin người lấy quyền năng mà làm cho thân xác của
người anh em chúng ta sát đất và thèm mai ngày được một sinh vi hiển. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ khi xét xử, để linh hồn Giuse phá tách tử thần được thứ tha tội lỗi như người con được hòa giải cùng cha, như con chiên được tử nhân lành bác lên vai đem về mà được vào thiên đàng hưởng niềm vui bất tận cùng các thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện: lạy cha chúng con trên phó thác cho cha người anh em chúng con là linh hồn Giuse dưới con mắt người đời, người anh em này đã chết, xin cho linh hồn Giuse được sống bên cha, xin cha cũng mở lượng hai hạ mà tha thứ và thanh tẩy mọi lỗi làm cho linh hồn Giuse đa phạm vì yêu đuối khi còn sống ở thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa Giêsu thánh hóa phần mộ của Thánh Hiếu Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi anh nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh. Mặc dù còn mang thân xác cát bụi, xin thương cho người thân của chúng con là Giuse được an ủi trong được an nghỉ trong mộ này cho tới khi Chúa tòa sáng tôn nhan, làm cho linh hồn Giuse sống lại để được hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn mọi người tín hữu của chúng ta là ông Giuse ra khỏi trần gian này mà về với người. Giờ đây chúng ta xin trả về lòng đất thân xác này, là thân xác đã bởi đất mà ra, nhưng vì Đức Kitô đã đầu tiên từ cõi chết sống lại, sẽ biến đổi xác đất vật hành của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Chúng ta xin phó thác người anh em này cho Chúa, xin Ngài đón nhận vào chúng bình an và cho sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với cô Ma-ta khi em cô quát: Thầy là sự sống lại. Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cao thương La Gia Rô Chê, xin Ngài lau sạch nước mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin ban sự sống đời đời cho linh hồn Giuse. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng uy tín chữa tội mà thanh hóa người anh em chúng con đây, xin thương nhận đi nhổn du theo vào rổ các thanh và những người chưa tròn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã lấy mình bao thanh Chúa mà nuôi dưỡng người anh em chúng con tại nơi bàn tiệc thanh. Giờ đây xin con nhận đi nhổn du theo vào dự tiệc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con đang thương nhớ người anh em của chúng con này, xin Chúa tăng thêm lòng tin tưởng để nâng đỡ an ủi chúng con hướng lòng trong cây sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa nâng đỡ chúng con. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ta xem nước cha gì đến, đi xe về tìm thế đất cùng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay nâng đỡ hàng ngày và tha nợ chúng con. Chúng con xin chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự đớn. Lạy cha nhân từ, khi còn sống người thân của chúng con là Giuse đang nguyện theo ý cha,
nay người thân của chúng con đã qua đời thì xin cha rủ lòng vương tha phạt những hành vi tội lỗi của linh hồn du xe và cũng như khi còn sống ở Cần Thơ. Người anh em của chúng con được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật thì giờ đây vì tình thương cha, người thân của chúng con đã được họp toàn cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Sơ Bờ Trời mà thương thế gian, ba mươi ba năm cùng chịu những sự thương khó thắm linh hồn chiên hạ được rồi. Thì nay chúng con xin cha rất nhân lành vô cùng tha phần và cho linh hồn du xe chúng con cầu nguyện hôm nay. Phật nơi lửa lửa tội xin ba cửa tù rập ấy xa ra và đem đến sống đường mọi sự vui thật là nước thiên đàng để công việc Chúa đã chịu nên vui chiến thì Amen. Lạy Chúa, con ai với phần sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thăng nhận lời con kêu ban, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai lỗi được, hãy Chúa hằng có lòng lành. Cùng về đời Chúa ban ngứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cay vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời. Đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng. Sẽ tại hai tội lỗi, kẻ làm dân người thay thầy Chúa, xin ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời mà được sống tới vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn du xe do khỏi tù ngục mà được nghỉ yên an. Còn cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con cho con được. Cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho mỗi ai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, là cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời. Cùng chịu nhiều ơn nhiều phép mọi cánh giữa mà đã cho phần xa con ngày hôm nay được mọi sự lành lại kiên có ấm kéo mãi che tươi ăn năn tội chẳng kỳ người ta ngay ở trên con cũng học cùng các thánh mà ơn cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong đời đó thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cho chế cho mọi người chúng con nguyện trong con do Nam Chúa Thánh Đức Mẹ đồng kinh hiển vinh sang lang. Lạy nó thanh gia đình Đức Chúa Giêsu, lạy ta đến lửa thanh cực bình đỡ thanh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con lạy ông thanh Du Xe là bạn thanh đại Đức Bà Maria trọn đời đồng kinh, cầu cho chúng con ban trở bình yên, cầu cho chúng con mẹ của các giáo hữu, cầu cho chúng con các thanh tử vì đạo Việt Nam, cầu cho chúng con nhân danh Cha và Con và Thánh cha tôi lìa
cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, sao bỏ con? Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha bỗng một ngày khấn tài.